Nguyện Ngài chúc phước dẫn dắt chúng con thái an trọn đời. Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống. Tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành. Quyền năng Cha sẽ dư dật đời sống con. Nguyện Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời. Kia vinh quang Cha chiếu muôn lối. Từ nay sẽ đắc thắng luôn với Giêsu từng bước. Cùng nhau đi khắp nơi giao truyền phúc âm. Nào ta hãy cùng theo Giêsu, cùng nói bước Chúa sống như vua Giêsu. Kia Cha vẫn hằng sai ta đi, đừng lo toan chi, Cha luôn luôn đưa bước. Nơi đang cháy Chúa khiến tươi mới, suối thiêng Cha tuôn đầy. Ngài là ánh sáng cho ta ngày đêm, dẫn dắt đến nơi vinh quang của Ngài. Hãy mừng vui, đừng lo toan, vì Chúa Giêsu đắc thắng vẫn đi cùng, hằng ngày bên ta đến khắp chốn. Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời. Kìa vinh quang Cha chiếu muôn lối. Từ nay sẽ đắc thắng luôn với Giêsu từng bước. Cùng nhau đi khắp nơi giao truyền phúc âm. Nào ta hãy cùng theo Giêsu, cùng nói bước Chúa sống như vua Giêsu. Kia Cha vẫn hằng sai ta đi, đừng lo toan chi, Cha luôn luôn đưa bước. Nơi đang cháy Chúa khiến tươi mới, suối thiêng Cha tuôn đầy. Ngài là ánh sáng cho ta ngày đêm, dẫn dắt đến nơi vinh quang của Ngài. Hãy mừng vui, đừng lo toan, vì Chúa Giêsu đắc thắng vẫn đi cùng, hằng ngày bên ta đến khắp chốn. Kính chào Khương và cô bác và quý anh chị em. Khán cảm ơn quý vị đã quay trở lại với phim của Khán. Quý vị đây, quý vị nhìn phía này, Khán đang đứng ở cổng bên hông của khu vực này quý vị ạ. Đây quý vị ạ, đây chính là ngôi thánh đường giáo xứ Biên Hòa quý vị ạ, gọi là nhà thờ Biên Hòa đây. Lịch sử về Biên Hòa cũng như là nhà thờ Biên Hòa thì thưa quý vị, trong lần trước giới thiệu về chúc chuông cổ ấy, Khán đã nói sơ về lịch sử của Biên Hòa rồi. Nhìn chung là Biên Hòa thì ngày xưa là trung tâm của toàn bộ miền Nam với tên gọi là Trấn Biên. Năm 1808 thì dưới sự điều hành của trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh thì Trấn Biên đổi tên thành Trấn Biên Hòa, và tới năm 1832 Trấn Biên Hòa được đổi thành tỉnh Biên Hòa. Nhà thờ Biên Hòa thì bắt đầu có những người giáo dân Công giáo vào năm 1861, tức là sau
29 năm quý vị ạ. Lúc đó vào năm 1861 thì một số giáo dân quy tụ tại khu đất gần chợ Biên Hòa ngày nay và hình thành giáo điểm truyền giáo. 2 năm sau vào năm 1863 thì giáo xứ Biên Hòa được thành lập và cha Crucy, cha nhiệm, được bổ nhiệm làm chánh xứ Tiên Khởi. Cùng năm đó thì cha nhiệm và cộng đoàn Biên Hòa đã dựng nhà thờ nhỏ gần bờ sông Đồng Nai để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Về sau thì chính quyền Pháp đã lấy khu đất đó để xây tòa hành chánh và đổi cho giáo xứ một khu đất khác phía trong là vị trí ngôi thánh đường hiện nay mà quý vị đang xem. Hai năm sau, cha Crucy, cha nhiệm được thay bằng cha Legan, cha Cao đến phụ trách giáo xứ. Và mãi tới 5 năm sau là cha Erat, cha Ý về thay thế cha Cao, và cha Ý xây dựng một ngôi nhà thờ bằng gạch ngói và khánh thành vào ngày 12 tháng 11 năm 1872. Vậy thì sau khi thành lập giáo xứ vào năm 1863, 9 năm sau thì giáo xứ mới chính thức xây dựng ngôi thánh đường bằng gạch ngói vào năm 1872 quý vị ạ. Ngôi thánh đường mà quý vị đang thấy đây thì lại được xây dựng mới vào năm 2008 và khánh thành vào ngày 13 tháng 10 năm 2010 quý vị ạ. Hiện nay thì dân số của giáo xứ Biên Hòa rất là đông, gồm có tới 4.296 gia đình công giáo và có tới 14.389 giáo dân quý vị ạ. Tỷ lệ người công giáo là tới 7,86%. Vì vậy cho nên có thể nói giáo xứ Biên Hòa có bề dày lịch sử tới 159 năm và đồng thời là có số lượng người giáo dân rất là đông quý vị ạ. Phía bên trái của ngôi thánh đường nếu mình nhìn vô ấy, còn phía bên phải của nhà thờ quý vị có thể thấy đây là có tượng Đức Mẹ Fatima bằng đá nguyên khối đấy quý vị ạ. Nghe nói để dựng tượng Đức Mẹ này thì ở phía dưới người ta cũng đúc cả mét bê tông đấy quý vị ạ. Đây. Mình ra thử phía sau nhà thờ quý vị nha. Đây mình có thể coi trước kiến trúc của nhà thờ. Đây khán nghĩ chắc là khu vực nhà sứ quý vị này. Thiết kế đẹp quá. Ồ, quý vị có thể thấy đây, phía sau nhà sứ rộng thanh thang luôn. Xa xa bên kia khán thấy có những bức tượng. Rất tiếc là nhà thờ đóng cửa, có thể mình không vô trong được, nhưng mà quý vị nhìn phía sau nè, kiến trúc nhà thờ rất là lạ quý vị ạ. Ở dưới này quý vị này là khu vực tầng hầm, có những căn phòng. Đây quý vị này, trong tầng hầm của ngôi giáo đường luôn quý vị này, rộng lắm. Thấy ở đây cũng có thang máy nữa quý vị này. Đây quý vị này, đây là khu vực hội trường.
to lắm quý vị này. Quý vị thấy thiết kế hàng cột có hình vòng cung. Một bên vòng cung, một bên thẳng quý vị ạ. Theo kiến trúc nhà thờ phía trên. Đấy, ở đây các cánh cửa cũng đẹp lắm quý vị ạ. Thế nghe nói cha dưới sư Vo Dõng là cha Hiển quý vị ạ. Ngài mới về đây, ngài nhận sứ này, ngài mới được đổi về đây quý vị ạ. Đấy, quý vị thấy này, đẹp lắm. Đây là khu vực có từ rất là lâu đời, có tới hơn 150 năm với quý vị. Cho nên cũng có những di tích cổ lắm. Khu vực nhà thờ này nằm trên một khu đất, rồi bên cạnh có những khu vực nhà dòng luôn, rồi có những trường học ngày xưa luôn, có những di tích cũng cả trăm năm rồi quý vị. Nghe Khánh nghe nói cái hoa đại này là cũng có cả trăm năm rồi quý vị này. Mang từ bên nhà dòng, bên đồi Đức Mẹ kia mang sang quý vị ạ. Tí Khánh sẽ chiếu lại một tí khu vực đồi Đức Mẹ với nhà dòng để quý vị xem nhé. Đây, cái đại vậy thì vậy nhưng mà có cả trăm năm tuổi rồi đấy quý vị ạ. Đây, cây sứ đại là được mang từ nhà dòng Sun Gold Biên Hòa mang qua khu vực nhà dòng ngày xưa bên kia luôn, bên tay phải mình luôn quý vị ạ. Cây hoa đại có tuổi đời cả trăm năm đấy quý vị ạ. Đây là ngôi thánh đường được xây lại quý vị ạ. Ngôi thánh đường này đúng ra là được khánh thành vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 luôn. Nhưng mà do ngày đó là trùng với lại kỷ niệm một năm thụ phong của Đức Cha Hiệu cho nên được dời qua ngày 13 tháng 10 quý vị ạ. Ngày 13 tháng 10 thì cũng là ngày của Đức Mẹ năm 2010 luôn quý vị ạ. Như vậy là ngôi thánh đường này đã được xây dựng mới cách đây là 12 năm quý vị ạ. Gần 12 năm rồi. Đó, có những cây đại cổ thụ này. Đây quý vị ạ. Bây giờ mình vòng ra phía sau nhà sứ. Mình tham quan nghe nói có ngôi hai bức tượng có trên 100 năm rồi. Quý vị ạ, Khánh nghe nói đây là hai bức tượng bằng gạch và do thời gian cho nên được sơn phết rồi, quý vị không còn thấy được nguyên gốc nữa. Đây là tượng của Thánh Giuse và Đức Bà Maria Lộ Đức nằm trong nhà nguyện của ngôi thánh đường giáo xứ Biên Hòa luôn quý vị này. Ở phía sau bên tay phải nhìn từ ngoài vào của nhà thờ còn có khu nhà chờ phục sinh quý vị này. Rồi còn có hai ngôi tượng thánh từ đạo Việt Nam quý vị ạ. Lý do là mới đầu thì Khánh nghe nói nhà thờ dự án là dựng tượng 6 ông thánh từ đạo Việt Nam bên hai bên của tượng Chúa giang tay ở trên nóc nhà thờ ấy quý vị ạ. Nhưng mà khi mà làm được hai ông thánh đây thì do không được phép cho nên là dự án đó phải ngưng lại và hai ông thánh đã được đúc sẵn đây rồi. Tượng hai ông thánh thì đây là một thánh Phêrô Phạm Công Quý quê ở giáo xứ Búng ngoài Bình Dương quý vị ạ, tử đạo tại Châu Đốc. Tượng thánh thứ hai là tượng thánh Phaolô Trần Văn Hận quê ngài ở Tân Triều và ngài tử đạo ở Chợ Quán quý vị ạ. Đây quý bác này, đây cũng thuộc về khu đất của giáo xứ Biên Hòa ngày xưa luôn. Đây là ngôi nhà dòng San Phôn. Dòng San Phôn thì ở Việt Nam thì có 4 tỉnh dòng. Khánh nghĩ là ngôi nhà này được xây dựng năm 1862 này. 4 tỉnh dòng đó gồm Mỹ Tho, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội quý vị ạ. Cả thế giới thì nghe nói có hơn 4.000 ma sơ thôi, mà trong đó Việt Nam đã có hơn 1.000 ma sơ rồi quý vị ạ. Đây, một ngôi nhà cổ đấy quý vị ạ, có trên 100 năm rồi đấy. Rồi bên này là có ngôi đền thờ Đài Đức Mẹ quý vị ạ, cũng cổ lắm quý vị xem này.
cây sứ mà ban nãy khán nói quý vị ấy là nó nằm ở bên ngôi khu vực đài Đức Mẹ này luôn quý vị này. Một khu vực đài Đức Mẹ rất là linh thiêng, có trên 100 năm rồi đấy quý vị ạ, cùng với cái ngôi thánh ngôi nhà của nhà dòng luôn. Đây quý vị có thể thấy tia chữ cảm ơn sẽ bằng tiếng Pháp cũng có. Đây quý vị này. Đây có cả những cái dòng chữ cảm ơn của người chữ cảm ơn của người Pháp luôn quý vị này, tiếng Pháp luôn này. Tại vì ngôi đài Đức Mẹ đây, hang đá Đức Mẹ đây đã có trên 100 năm rồi. Bức tượng Đức Mẹ đây cũng có trên 100 năm rồi quý vị ạ. Giống như khu vực trong nhà nguyện ban nãy quý vị ạ. À, năm 49 là 50. Năm 56 quý vị ạ. Đây, quý vị này, tiếng chữ cảm ơn, tạ ơn bằng tiếng Pháp luôn. Ngôi hang đá nhìn vậy mà rất là đặc cổ quý vị ạ. Trên 100 năm. Đấy quý vị ạ. Nằm trong một tu viện của dòng San Phôn luôn quý vị ạ. Ở Việt Nam có 4 tỉnh dòng, có 4.000 ma sơ thì người Việt Nam chiếm lấy 1.000 ma sơ rồi. Cả thế giới quý vị ạ, có 4.000 ma sơ rồi. Cái hang đá rất là cổ, quý vị xem. Vết này không biết là ngày xưa là bằng xi măng hay bằng vôi với lại gạch cửa gì đấy quý vị ạ. Đấy. Ở bên này cũng có nhiều bảng tạ ơn lắm quý vị này. Rất là nhiều. Quý vị có thể nhìn thấy những cái bảng tạ ơn tiếng Pháp từ năm 1949 có. Đây là quang cảnh phía trước, trước đài Đức Mẹ ở khu vực nhà dòng San Phôn đây. Rất là gần ngay bên cạnh khu thánh đường của giáo xứ Biên Hòa. Đây là một trong những hang đá cổ nhất của giáo phận Xuân Lộc đấy. Đây Đức Mẹ đây là theo khán được biết là Đức Mẹ Lộ Đức quý vị ạ. Mô phỏng lại Đức Mẹ Lộ Đức. Quý vị ạ, đây là mặt hông của ngôi thánh đường quý vị này. Ở trên này thì là tháp chuông quý vị ạ, nơi cao nhất của nhà thờ là tháp chuông. Đấy, tháp chuông hình vuông cũng hay quý vị nhỉ, hình vuông có hình chóp nữa. Rồi bây giờ Khánh sẽ mời quý vị mình đi lối này để vô ngó tháp chuông một tí. Hôm nay thì cũng đúng ngày kỷ niệm lễ quan thánh quan thầy Phaolô với lại Phêrô của giáo xứ luôn quý vị ạ. Đây là khu vực này, cầu thang đây để mình lên tháp chuông được. Đây quý vị này. Đây cầu thang này để mình đi vào mặt thông, mình vào trong nhà thờ cũng được. Rồi, có thể mình quay được tháp chuông nữa. Nhưng mà rất tiếc hôm nay thì nhà thờ đóng cửa rồi. Đây mình phải lên một tầng, ở dưới là hội trường quý vị thấy đấy. Coi như đi lễ là mình lên tầng này cũng cao, cho nên có thể nói đây là tầng lầu. Đây quý vị này. Đây, trong này trang trí rất là đẹp. Tí Khánh sẽ tìm các thanh quay mặt trước để quý vị xem nhé. Đây. Đây là thiết kế bên trong của nhà thờ quý vị ạ. Bên trong nhà thờ thì có một tầng gác lửng ở trên. Và người ta xếp ghế thì chung quanh quý vị ạ. Chung quanh một cái hình tròn oval. Ở trên kia là gian cung thánh quý vị ạ. Đây quý vị thấy ở đây thẳng hàng, nhưng mà chỗ kia là đường cong quý vị ạ. Đây quý vị ạ, ở phía này thì ghế được xếp theo hình vòng cung. Hình vòng cung theo gian cung thánh quý vị ạ. Ở trên gian cung thánh thì ta chưa không quay thấy, nhưng mà có làm những cái ống đồng quý vị ạ, tượng trưng cho những cây đàn organ đấy quý vị,
ngân nga thánh ca để dâng lên Chúa đấy quý vị ạ. Có những cái ống đồng ở đây, khán nghe nói là giáo xứ vì có cả tầng lần nữa, rồi quay tròn về trung tâm như vậy nữa thì có thể ngồi được tới 3.500 giáo dân, hơn giáo xứ Giấc Mơ quý vị ạ. Giáo xứ Giấc Mơ Hạt Gia Kiệm thì chỉ có 3.000 giáo dân thôi quý vị ạ. Đấy là theo thiết kế quý vị ạ. Quý vị có thể thấy tầng lừng ở trên ngồi chịu tham dự thánh lễ được. Rồi đây là tầng chính của gian cung thánh, gian làm thánh lễ. Và cả tầng chính này nằm trên một tầng lầu, tức là ở dưới còn có một tầng trệt, cũng cao lắm, để dùng làm nhà hội trường nữa. Quý vị ạ, đây là chính là chiếc chuông mà Khánh muốn để quý vị tham quan đây quý vị ạ. Chiếc chuông đã được 131 năm và gắn liền với lịch sử thăng trầm của thành phố Biên Hòa cũng như nhà thờ giáo xứ Biên Hòa. Khánh sẽ mời quý ông và cô bác mình lên tham quan mặt chính diện của nhà thờ để xem mặt trước của nhà thờ nơi cử hành thánh lễ thì như thế nào quý vị nhé. Đây quý vị này, đây là gian chính để tiến vào ngôi thánh đường này. Hai bên những bậc thang cao này có hai thánh Phaolô với thánh Phêrô hai bên quý vị này, là bổn mạng của giáo xứ đấy quý vị ạ. Tượng ngài to lắm. Đây mình bước lên gian chính đây, bước lên độ cao mình đang nghĩ khoảng 4 mét đấy quý vị ạ. Đây thiết kế cửa gỗ phía trước là có biểu tượng trống đồng truyền thống của dân tộc Việt Nam quý vị này. Ở bên này thì anh thấy đây là những ô cửa gỗ kín rồi, chứ không phải bằng kiếng. Bên này quý vị có thể thấy lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 27 tháng 4 2008, Khánh Thần 13 tháng 10 2010 này. Đây quý vị xem. Đấy quý vị ạ, đây là bên mặt bên nhìn vào là bên tay phải của nhà thờ. Đấy, các cái cửa gỗ đồ sộ to lắm quý vị ạ. Gỗ rất là đẹp. Trên khu vực tham dự thánh lễ mình nhìn ra cây hoa đại cả trăm tuổi ở đây quý vị này. Đó. Bên kia là con đường, rồi phía xéo bên tay trái khán đây này là khu vực trường học. Trường ngày xưa thì cũng có tuổi đời cả trăm năm, rồi nhà dòng San Phôn ở bên đó. Phía bên phải này khán nghe nói là nơi đại chủng viện này, đó quý vị ạ. Trường đại học nữa quý vị ạ, đại học công giáo quý vị ạ. Ở phía bên này, thẳng phía ống kính khán kia bên kia của nhà thờ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên này. Trên này gió mát lắm quý vị ạ. Đây bên này cũng thấy có hệ thống thang máy, rồi có thang bộ nữa, thang máy từ tầng trệt đi lên, rồi thang đi lên đi xuống bằng thang bộ nữa quý vị ạ. Đây quý vị nhìn bao quát khu sảnh này rất là đẹp. Đây là anh nghĩ là được thiết kế theo kiến trúc hiện đại quý vị nhỉ, những cái vòn cong rất là đẹp. Ở đây thì có nước cho các cháu uống nước luôn, vì lại có chỗ uống nước luôn, có khử tay sát khuẩn hết quý vị. Cây hoa sứ đại trước tượng Đức Mẹ Fatima ấy quý vị, ra nhiều hoa thơm lắm. Ở bên này làm cây hoa leo cũng đẹp lắm quý vị này, biết hoa thiên lý hay hoa gì quý vị nhặt, đẹp lắm, thơm lắm. Đây là mình nhìn xuống không gian chung quanh của ngôi giáo đường quý vị ạ. Quý vị ạ, đây là sảnh trước của nhà thờ nhìn ra đấy quý vị. Quý vị thấy hai tượng thánh hai bên quý vị này. Rồi sảnh cao lắm.